Nốt ruồi này của em ở vị trí đặc biệt nhỉ, sát cái mí mắt dưới này của em. Đấy. Cái này em có thấy nó to dần lên không? Hay là vẫn kích thước nó vẫn thế? À, tức là từ lúc mà mình lớn hẳn rồi là nó không không phát triển nhiều nữa đúng không? Cái này của em là nó ruồi ở sát mình mí mắt dưới này thì mình có thể xóa được em ạ. Đấy. Vì là cái laser nó chính xác từng mm nên cũng không không sợ lắm, hiểu chưa? Thứ hai nữa là nó có những cái sợi mí mắt của em nằm ở trong nốt ruồi ấy. Khi khi mình xóa đi chắc là nó mới đầu nó sẽ bị mất đi đấy nhá. Nên là sau này phải lưu ý cái đấy thôi nhá. Còn cái này nữa à? Vâng ạ. Cái đấy đây đây đúng không? Ừ, ok. Đấy, thường là một lần là hết thôi em ạ, nhá. Thank you.